thao tác trên máy á, mình sẽ làm như sau. Rồi, giới thiệu với các bạn trước nha. Về cái phần máy của mình á, sẽ gồm có cây progress sẽ chứa chất chủng này nào hết. Mình có cốc ha, cốc mẫu của mình á là hỗn hợp đa xít và nước cốc. Rồi chuẩn bị giùm thầy luôn các dụng cụ còn lại ha, thì mình sẽ chuẩn bị giùm thầy khăn giấy, cốc chứa chất thải, bình tia, rồi cá từ ha. Còn đối với lại máy đo pH thì mình sẽ có đây là màn hình hiển thị để đọc số liệu. Còn đây chính là đầu dò điện cực kép ha, gồm có điện cực chỉ thị, điện cực sinh sản. Thao tác các bạn làm như sau. Thứ tự nhiên nha, bạn sử dụng một cốc sạch cho cá từ vào giùm thầy. Sau đó tráng sữa cá từ ha, bạn dùng nước xịt trực tiếp lên cá từ để tráng sữa. Rồi, sau đó ha, chuyển nước đã tráng sữa, tức là dung dịch dơ đó, mình chuyển qua cốc đựng chất thải là cốc nhựa. Nhớ giữ lại cá từ giùm. Ổng dặn hôm bữa có đứa tráng sữa xong ha, nó đổ cá từ vô cốc nhựa đi. Rồi sau đó bạn chuyển ha, cá từ đã tráng sữa sạch sẽ, bạn cho vào trong cốc mẫu. Không có bể nha mấy đứa, khỏi lo. Rồi bước tiếp theo ha, mình sẽ thực hiện đặt cốc mẫu á, lên trên máy khuấy từ. Các bạn chú ý đi thi nè, để tránh rớt á, bạn kiểm tra xem cây progress mình nó có tưởng tượng nó bị rỉ rộng không. Thường một số cây progress sử dụng một thời gian nữa sẽ bị rộng, thì khi đi thi bạn được phép yêu cầu nha là cho em đổi cây progress khác, tức là nếu như bạn thấy hiện tượng nhỏ dần, vì bạn thấy nếu như dung dịch nó nhỏ ra mà bạn không có khống chế được hiện tượng này thì cái thể tích bạn lấy được nó sẽ bị sai và nhiều bạn rớt vì lý do này nha, nhớ ha. Rồi tự nha, tự xử như thao tác ha, những cái lỗi nào có thể phát sinh trong quá trình thì bạn làm bạn. Bạn không lên tiếng mà thì thôi là bạn chịu đó. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cốc mẫu á, lên trên máy khuấy từ dùm thầy. Chú ý máy khuấy từ thật ra ở phía dưới của nó là một cái phần đẩy 500. Thì bạn thấy ha, cái từ bên trong của nó là 500 nên 5 xăm nó sẽ hút nhau. Bạn đặt dùm thầy cái từ nó ở vị trí trung tâm của cốc, hướng dùm thầy ha, cái phần mà không có chữ sang bên ngoài nha, để chút nữa bạn quan sát nó dễ hơn. Rồi bây giờ mình thử thao tác nha. Nhìn nha, nhìn bên cấu tạo của máy khuấy từ ha. Thì máy khuấy từ nó sẽ gồm có hai chức năng. Ở bên trái á, dùng để chỉnh nhiệt độ nha, còn cái bên phải dùng để chỉnh tốc độ. Bài ngày hôm nay mình không sử dụng đến nhiệt độ nên bạn chỉ cần chỉ dùng này ha, bạn chỉ dùng thầy tốc độ đến khoảng từ 2 cho đến 3 sữa là được. Đừng xoáy quá mạnh nha, xoáy quá mạnh thì có thể là nó sẽ làm con cá tự bắn vào mặt cao cấp luôn á, lúc đó mình đi bắt cá thì làm nha. Rồi, bạn để yên như vậy khuấy khoảng 2-3 phút để cho mẫu mình nó đều là được. Bây giờ mình sang đến bước tiếp theo là tráng sữa trên tàu điện cực. Nè, quan sát nè, thao tác tráng tàu điện cực kia. Chuyển qua đây nha. Rồi đây là điện cực kép, rồi có điện cực chỉ thị, điện cực so sánh. Thì bạn thấy nè, đây chính là cái ống bảo quản ha, chứa dung dịch KCL. Dung dịch KCL chính là dung dịch bên trong ống này. Rồi, vậy thì để mở được đầu điện cực á, bạn sẽ làm như sau. Một tay ha, tay trái bạn sẽ dịnh cái phần ống chứa KCL. Tay còn lại bạn dịnh thầy trên cái phần ron á, cái phần rãnh của nó. Xoay ngược, tức là mình mở. Còn xoay cùng chỉ cần một hồ, tức là đóng. Rồi mình mở ha, xoay ngược chỉ cần một hồ. Lấy cái chai chứa KCL ra, đặt lên cái rãnh dùm thầy ha. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành tráng sữa đầu điện cực. Đầu điện cực là phần thủy tinh ở bên trong này, tức là dưới cái phần màu đen á. Còn cái phần màu đen này là cống bảo vệ. Bạn sẽ dùng ha cốc nhựa, tức là cốc từ chất thải. Bạn đặt hơi nghiêng nhìn thầy nha, để mình có thể thực hiện thao tác tráng sữa. Lưu ý là miệng của cốc á, bạn hướng lên cao một chút, đừng để như vậy nha. Mà để như vậy mà bạn tráng sữa thì bạn đang ha rửa mặt đứa đối diện đó. Nhớ nha. Bữa cũng có đứa làm rồi, tráng sữa ha. Rồi tráng sữa vậy nè, nhắm thẳng đứa thứ ba xịt rửa đầy mặt nó luôn, nhớ nha, để cầm một chút ha, thì nó không có thừa đâu, chút nữa sẽ có đứa bị rửa mặt. Rồi xịt trên phần đầu điện cực á, tráng sữa nhiều lần, sau đó bạn có thể ha tráng sữa luôn cả phần ống bảo vệ bên ngoài cũng được. Sau đó ha dùng khăn giấy lau sạch dịch này, nhớ ha, nó không có đau, lau mạnh dạn mới được. Một số bạn á, nghe giá trị điện cực cao á, lúc nó tráng sữa nó lau xong nó lau gì này mới được, vì nó lau thấy ghét thiệt luôn chị, nhớ ha, cứ lau mạnh dạn, nó không có bể đâu em, trừ khi bạn tác động lực mạnh nó mới bể thôi. Okay. Mình thực hiện xong những bước chuẩn bị, bây giờ mình sẽ vào thao tác lắp máy. Bạn thao tác lắp máy như sau. Nhìn nha, bước này nhiều bạn sợ lắm á. Okay. Bây giờ mình sẽ tắt ha, không cho các từ quay nữa, xong rồi. Mình sẽ kết hợp thao tác như sau. Vị trí của cái quét á, bạn nhấc nó ha, lật sang bên phải dùm thầy một chút. Hơi chết sang một phải như một chút nha. Rồi sau đó từ từ hạ trọng tâm của cây quét xuống. Và trong lúc đó thì bạn nhớ hiệu chỉnh á, cái phần của cái máy khuấy từ á, sao cho ha nó đừng có đi ra bên ngoài cho vị trí tiếp xúc của cây bộ quét. Rồi từ từ ha, hạ thẳng trọng tâm cây bộ quét xuống nha. Rồi bây giờ mình kết hợp thao tác nè,
các bạn lưu ý á, thì cái phần giá đỡ của mình ha, nó có thể cái phần chân đế nó xây được. Các bạn sẽ xây dựng thay cái phần rãnh nè, áp vào bên trong của vị trí của máy ha. Và sau đó á, mình sẽ đưa cái phần rãnh nè, áp vào vị trí của cây quét. Lúc đó ha, trọng đây quét mình sẽ hạ thấp xuống một chút. Hơi thấp ha, đừng thấp quá nha, đừng để nó tiếp xúc với dung dịch phần đó. Rồi bây giờ tiếp tục, hơi nâng một chút ha, vị trí của cái này lên, sau đó khóa lại dung thầy. Cố định nha, đây là cái phần rãnh nè. Bạn mở ra thì nó sẽ cho bạn chỉnh chiều cao của cái giá đạo. Có bạn này dùm thầy nha. Rồi, sau đó ha, bạn nhấc dùm thầy phần đầu của điện cực, giữ bằng tay trái, giữ 16 triệu trong tay nha mấy đứa. Dạ ha. Rồi, thầy nói đùa đó, chứ định nói thì sợ quá không dám làm ha. Rồi, tay còn lại bạn áp phần thầy cái rãnh nè, áp cái phần rãnh này ha, vào áp sát để nó có thể tiếp xúc được với lại cây quét nha. Rồi, xỉ 2 phút. Rồi, sạc. Rồi, áp dụng thành cái phần rãnh ha, của điện cực á, và phía của cây quét. Nhìn nha, cái phần chân đế xây được á, em cứ xây bình thường ha, chân đế nó sẽ tiếp xúc được với lại cây quét. Áp dụng thành cây quét ha, và phần rãnh nó như thế này. Sau đó ha, bạn đặt dùm thầy cái phần đầu điện cực á lên trên phần rãnh của giá đỡ. Nhớ nè, khi hướng xuống đó, bạn chú ý ha, đừng để đầu điện cực nó chạm vào cái miệng cốc nha, nó có thể gây bể điện cực ha. Cố định vị trí đầu điện cực nha. Rồi, sau đó bạn có thể chỉ chỉnh lại ha, vị trí của cái phần máy đo nè, để sao cho nó không có bị lật ra khỏi vị trí của đầu giờ, tránh trường hợp đầu giờ nằm bên ngoài. Còn con cá từ luôn luôn nằm ở giữa nha, chú ý ha, con cá từ luôn luôn nằm ở giữa. Bây giờ bạn sẽ hạ thấp một chút nữa trọng tâm của cây quét xuống. Đồng thời ha, bạn hạ đầu giò nè, cái giá đỡ nè, ấn nó xuống nha, ấn nó xuống ha, để cho đầu giò tiếp xúc được với lại dung dịch ở bên trong cốc. Sau đó mình cẩn thận nha. Rồi, sau đó ha, đứng cây bàn nó khỏi dưới vậy. Rồi, dùng mình tiên ha, bạn sẽ dùng thầy trên thành cốc cho đến khoảng 80mm là đẹp. Nha, các bạn quan sát giùm thầy xem đầu điện cực đã được nhúng nhập trong dung dịch mẫu phần đo chưa? Lưu ý nha, bắt buộc ha, đầu điện cực phải nhúng trong mẫu phần đo. Còn nếu như nó nằm bên ngoài thì lúc đó bạn sẽ không ra được kết quả. Nha, bây giờ là bước cuối cùng nè, sau bước này là nhẹ nha, mình lắp máy xong rồi đó. Nha, bây giờ khởi động máy ha. Nha, các bạn khởi động cho cá từ quay ha, 2.5 đến 3 là đẹp nha, đừng có chuyển quá lớn ha. Sau đó kết hợp với thầy thao tác nè, bây giờ thầy cần một bạn. Một bạn sẽ đứng để ghi số liệu trên máy đo, bạn còn lại thì thực hiện thao tác ha, mở khóa để cho thể tích đạt số tiếp xúc với lại mẫu mình. Đây là nhóm số 5 nè, hai bạn. Vị trí này nhóm số 5 đúng không? Nhanh chóng nha, hai bạn. Nhanh, để không kịp gì. Bạn nào? Em chuyển độ hay em tập số? Okay, chuyển độ đúng không? Vậy thì em vị trí bên đây. Một bạn nha, một bạn nữa cũng nhận. Thực hiện thao tác đi nhận kết quả nè. Rồi bây giờ bạn gọi đến thầy hai cột đi. Về số hai cột, một cột là V, một cột là V hạt. Rồi ghi số thứ tự ha. Như đây V là không chứng nha, tức là mình cho không mi chứng á. Rồi bây giờ các bạn thao tác nè, khởi động máy đo ha. Các bạn nhấn cho thầy phím on để khởi động máy. Chú ý nha, máy đo của mình nó có hai chế độ đo. Thì khi các bạn khởi động, các bạn lưu ý hai chế độ đo này. Chế độ đo thứ nhất á, là nó sẽ chế độ đo tự động, tức là khi bạn cho em nắp xuống thì lập tức nó hiện số trên màn hình đo để bạn ghi nhận lại. Chế độ thứ hai chế độ chỉnh tay, thì lúc đó ha, khi bạn cho nắp xuống bắt buộc phải nhấn cái phím để nó ghi nhận số liệu. Ở đây thầy hướng dẫn các bạn theo thao tác đầu tiên. Trường hợp bạn thấy nếu như máy không có tự động nhảy số khi mình thêm nắp xuống, báo ngay thầy cô để chỉnh cho bạn. Lưu ý nè, bạn nhấn phím một lần bạn nghe tiếng beep á, nó báo tiếng beep một lần, tức là nó đang ở chế độ tự động. Nhưng nếu như bạn nghe tiếng beep hai lần, tức là nó beep hai lần á, thì nó đang ở chế độ là chỉnh tay. Rồi thử nha, bấm phím bếp một lần. Rồi, vậy là chế độ chỉnh tay hay là chế độ tự động? Tự động các em ha. Rồi ghi nhận kết quả nè, em chỉnh nó cố định. Các bạn lưu ý nha, khi ghi kết quả các bạn nhìn trên màn hình xem nó có hiện cái dấu nè, ngay chỗ cái memory á, tức là bộ nhớ nó, nó có hiện cái dấu giống như dấu căn hay không. Nó hiện dấu căn đó thì lúc đó mới ghi cho thầy giá trị bài hát ha. Rồi ghi giá trị bài hát đi. Nó hiện cái dấu này nha, mày gọi dấu căn cho dễ hình dung nha. Rồi tiếp tục, bạn nữ nhìn điều kiện ha. Mắt nhìn ở dạng phía sau và cho một mi xuống.
trên chỉ mở số nó không có chạy chưa đến một miền chưa đến là lâu cái nó chạy rồi khỏi ngang nó lại khỏi ngang này cái một miền thì nó đang lên rồi đúng rồi rồi ở đây các bạn nhìn bên đây ha, các bạn thấy thấy nó nhảy á, nhấp nháy số đó thì đừng ghi ha, đợi khi nó hiện dấu giống như dấu căn đó thì đó mình mới ghi lại các bạn. Rồi ghi đây là một mi nha, là cái nhà BH4 ghi các bạn đã tiếp tục để cho một mi xuống. Đi thi là hai bước này các bạn tự làm nha, một tại duy nhất làm thôi, còn bây giờ mình làm trên lớp chưa quen thì thầy để cho hai bạn làm. Chưa tới một mi chưa tới chị này khoan nha, rồi đúng rồi. Rồi các bạn sẽ đo kết quả thì liên tục cho đến khi nào máy hiện con số máy nha. Con số máy thì xuất hiện cùng bước đẩy tương đương. Máy. Không nhớ thì nhìn lại trên bảng. Không nhớ thì nhìn lại trên bảng. Con số máy. Trước 4.1 các em. Trước 3.5 được chưa? Bạn thấy nó hiện con số gần 3.5 ha. Thì đó nhiệm vụ của em là bạn đổi thao tác làm gì? Đổi như vậy. Lúc đó em nhớ nè, thao tác lý thì dặn ha. Vậy nè. Giữ như vậy nha, cố định nha, xoay ha, xoay một vòng nha. Cố gắng đừng có để cái đầu mình di chuyển nó nằm để cái đầu di chuyển. Thầy ơi. Rồi bạn ghi số liệu liên tục cho thầy ha. Để đi theo đường là chẳng hạn. Thì đó mình lấy được mình cho thầy. Nhiệm vụ của em là ghi thể tích cộng dồn nha. Yeah. Nhớ là thể tích á là đọc trên cái web ghi lại cho thầy chứ không cộng 0.5. Xây nửa dọc nhưng đọc thể tích trên cái web. Hiểu nha. Rồi thì giao cho máy cho mình nhắm ha. Thầy ơi. Mình xây nửa dọc là mình có cần đợi căng luôn không? Để mình đọc thể tích luôn. Rồi nó hiện dấu căng cái đọc thể tích. Nó đọc bê nha. Cái này phải lắp lên để không kịp giờ. Cái này nó ra lâu quá. Cái này là 4.1. Xoay cái. Hả? Một miêu quá nha. Có lắm miêu. Từ nha. Mày sao lại không sợ cái đó lên chậm quá vậy?